Hơn 17 km trên cao tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên của thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vận hành vào năm 2018, tức là sớm hơn 3 năm so với kế hoạch. Theo kế hoạch trước đó thì tuyến metro số 1 cũng là tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ hoàn thành vào năm 2019 và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt đô thị số 1 đã có mặt bằng sạch để thi công. Năm 2018 có thể vận hành đoạn trên cao nên người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng tuyến metro sớm hơn 3 năm so với kế hoạch. Đơn vị này khẳng định việc khai thác đoạn trên cao dài hơn 17 km đang được tính toán các phương án vì tuyến số 1 chỉ phát huy hiệu quả khi đi vào trung tâm. Còn việc mua đầu máy toa xe đã được ký kết với nhà thầu Hitachi từ năm 2013. Mô hình đầu máy đang lấy ý kiến người dân. Trong một tháng trưng bày đã có 1.500 lượt người tham quan với 1.250 phiếu đóng góp, chủ yếu về hình dáng đầu tàu chưa mềm mại, tay nắm chưa phù hợp. Được khởi công vào tháng 8 năm 2012 với tổng vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên dài gần 20 km đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An, Bình Dương.